Hello anh em Ngọc Rồng Lậu Muối nha. Nay chúng ta có một con miễn phí 1 triệu thỏi vàng 5 triệu hồng ngọc. Cái cải trang na vệ thần này bán miễn phí 1 hồng ngọc nha. Được rồi, cùng xem server nhé. Server này đầu tiên thì vào game được bỏ qua nhiệm vụ tân thủ quá đã. Nhập cốt thì nó cho 1 triệu thỏi vàng số tràn cả ra không nhìn được luôn và 5 triệu hồng ngọc. Một đống 3 sao với 7 sao 100.000 dương quà đủ thể loại. Xem các chức năng của server nhé. À này, đang sự kiện Halloween, thằng này để chế giỏ bí ngô với hộp quà. Thằng này có nâng cấp chân mạnh với mấy con bét. Bên này thì các cái bình thường thôi. Shop hồng ngọc thì có mấy cải trang cũng đẹp. Bên này thì có bán đệ thẻ đổi tên cuồng nộ bổ huyết siêu cấp với mấy cái hộp quà. Vài cứt mấy con bét ở đây chỉ số con ngon hơn mấy con bét bên shop bà nãy. Bên thú cưỡi thì có con huyền vũ. Nhìn cũng chất phết. Quy Lào có chuyển sinh map cung trăng với tiên môn. Bên tiên cả có cải trang na vệ thần giá 1 hồng ngọc quá phê luôn.